Thảo và Minh Tuấn xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô. Em làm gì mà thấy chăm chăm vô cái điện thoại hoài vậy? Mình có mail cô. Mình có email của một khán giả có tên là Kim Thanh ở quận Tân Phú. Dễ chia sẻ thế này nào cô. Chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Các bé nhà tôi thì rất là thích ăn cá hồi, nhưng tôi thì thường chỉ biết nấu những cái món đơn giản từ cá hồi, ví dụ như là chiên nè hay là nấu canh thôi. Vì vậy là tôi mong là chương trình sẽ giới thiệu một món ăn mới với cá hồi để tự đổi món cho gia đình của mình. Xin cảm ơn chương trình. Để đáp ứng với lại yêu cầu của chị Kim Thanh, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một món ngon, đảm bảo là vừa ngon nè, đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé nhà nữa. Vậy thì quý vị khán giả hãy cùng vào bếp với Dự Thảo và Minh Tuấn ngày hôm nay để thực hiện món salad cá hồi. Để thực hiện món ăn này, các bạn cần chuẩn bị 350g cá hồi, salad các loại, cà chua bi, khoai tây, hành tây, ớt chuông đỏ, ngò tây băm, quế tây băm, tỏi băm, nước cốt chanh, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men của Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ ướp gia vị vào nguyên liệu chính, đó là nguyên liệu cá hồi. Ướp gia vị vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, rắc đều lên như thế này. 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh dầu và nửa muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto. Vốn dĩ cá hồi là có cái mùi tanh đặc trưng, vậy hình như là mình cho giấm vào để khử mùi tanh đúng không cô? Chính xác đó Minh Tuấn. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ cho một ít giấm gạo Ajinomoto vào trong phần cá này ướp để khử tanh cho cá. Cà chua bi thì cắt đôi phần cà chua ra. Phần khoai tây thì các bạn sẽ luộc chín, kế đó chúng ta sẽ cắt ra thành khối vuông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cắt sang đến phần salad. Salad thì chúng ta có thể mua nhiều loại để cho nó có những cái hình dạng phong phú. Và bây giờ tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Các bạn sẽ sang một công đoạn rất quan trọng, đó là giai đoạn chúng ta làm cái phần dầu giấm để trộn salad. Sử dụng khoảng 2/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng rưỡi cà phê đường, 3 muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 2 muỗng cà phê dầu ăn nữa. Khuấy đều lên để tất cả các gia vị tan. Cuối cùng cho thêm khoảng 1 muỗng canh quế tây băm nhỏ và 1 muỗng canh ngò tây băm nhỏ nữa. Và đây là phần dầu giấm đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến công đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn chúng ta làm chín cá. Cho vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Và khi chảo đã thật nóng rồi, các bạn sẽ cho cá hồi vào. Nhớ lưu ý giai đoạn này rất quan trọng. Chúng ta sẽ áp chảo cá với lửa lớn và thời gian ngắn để bên ngoài thì vàng thơm mà bên trong thì vẫn còn độ mềm mại. Khi cho cá vào rồi, chúng ta áp chảo cho vàng một mặt rồi các bạn sẽ trở sang mặt còn lại. Khi đã vàng đều hai mặt rồi thì chúng ta áp chảo tiếp đến cái phần da cá nè. Dạ. Vàng thơm hai mặt là chúng ta có thể vớt cá ra được rồi. Các bạn chờ cho phần cá hồi nguội một chút xíu rồi chúng ta bắt đầu trộn salad nha. Cà chua bi, hành tây và ớt chuông đỏ chúng ta cũng cho chung vào. Cho luôn phần khoai tây vào. Các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ rưới dầu giấm vào và trộn đều lên ngay lập tức để giữ độ giòn của rau. Phần cá hồi thì cũng đã nguội rồi, để nguyên miếng lên dọn chung hoặc là chúng ta cắt nhỏ ra như thế này. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lấy salad ra dĩa, cho thêm tất cả các nguyên liệu cho có đầy đủ màu sắc. Và như vậy là món salad cá hồi đã hoàn tất rồi. Các bạn bày ra bàn ăn và mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Và đây là phần của Minh Tuấn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ Minh Tuấn sang thử rau trước nha. Quả là một món ngon trong tích tắc, nhưng mà chất lượng thì không ngờ thôi quý vị. Bởi vì toàn bộ cái phần rau thì rất là giòn, thấm đều vị. Đặc biệt là có một cái vị chua thanh đến từ giấm cũng như là chanh kết hợp cùng trong nguyên liệu này. Còn cá hồi thì không có gì phải bàn cãi cả. Rất là ngọt trên, có độ béo và phần da nó có cái độ giòn giòn hòa quyện cùng với lại rau củ rất là ngon luôn. Hy vọng rằng quý vị sẽ rất là thích thú với món ăn này. Và đặc biệt là các bé của nhà vị khán giả gửi thư đến chương trình sẽ hài lòng với món ăn ngày hôm nay. Hãy tích cực gửi về những yêu cầu của mình, cũng như là truy cập vào trang web để quý vị có thể xem lại những công thức nấu ăn của chúng tôi. Món ngon mỗi ngày.com quý vị nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Dự Thảo và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.